À, xin kính chào quý vị. Nãy cơ Minh đang có mặt ở đường Võ Duy Nghi. Bây giờ là Phan Đình Phùng, phường 2 Phú Nhuận, chiều ngày 9 tháng 10 năm 2007. Hướng về ngã tư Phú Nhuận. Và ở đây là đường Huỳnh Văn Bánh, ngày xưa tên là đường Nguyễn Huỳnh Đức, hướng về Công Lý, bây giờ là Nguyễn Văn Trỗi. Rồi Sài Gòn đang chuyển mưa ấy. À, nhiệt độ bây giờ khoảng 29 độ C. Trần Quý Liệu, ngày xưa là đường Trương Tấn Bủ, hướng về đường Chi Lăng về ngã tư Phú Nhuận. Đây là đường Nguyễn Văn Trỗi, hướng về phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày xưa đầu tư tấu hài, diễn kịch, sân khấu đó ha. Đây có hàng cây long não đẹp mát, cái dáng nó thanh thanh, còn người dáng cây dầu thì nó bề thế. Rồi đây là đường cây xe lửa. Bên phải là về Bình Triệu, về Gò Vấp. Trái ở đây là đường Nguyễn
trọng tiễn đi thẳng là ra phi trường Tân Sơn Nhất. Thoại Ngọc Hầu, bây giờ tiếp tục Nguyễn Trọng Tiễn này đến với đường Lê Văn Sĩ, ngày xưa là Trần Trương Minh Giảng. Đường Nguyễn Thái Bình nữa vậy.